Thì quá khứ là chúng ta chia nó ra một công thức. Công thức của nó là động từ. Đó. Động từ thứ nhất nó cộng chữ áp. Đó, thì chia luôn dạng thân mật nha. Thì nó là astoreo. Astoreo. Mình làm hơi khác sách tí xíu là mình chia luôn cái động từ a tà thành hestoreo. Hestoreo. Và còn lại thì dĩ nhiên nó sẽ là astoreo. Như vậy nhìn tới đây mình đã nhận diện ra được bà con chưa? Là thị gì? Nhìn ra được bà con chưa? Nó giống giống với thị hiện tại đúng không? Nhưng mà hiện tại thì đâu có hai cái chữ sợ ở dưới đây đúng không? Thì quá khứ đâu có hai cái chữ sợ ở dưới đây. Đó. Như vậy giờ mình ôn lại. Cái hiện tại. Hiện tại là mình có động từ nè. Mình cộng với chữ A vô. Khi nào mình cộng nó với A vô? Nguyên âm của cái động từ này nó phải có chữ A hoặc chữ gì? Chữ O. Quy tắc này lúc nào mình cũng phải nhớ hết. Giờ mình chỉ cần là ví dụ mình đọc là kha. Kha, kha. Kha là có A không? À, kha yô. Đó, mình nhớ vậy luôn là xong. Được chưa? Rồi, nếu là ô tà thì là ô. Ô, hoa, hoa yô. Ô với A ráp lại là hoa. Như vậy quy tắc đầu tiên là động từ nếu có nguyên âm A và O là cộng với chữ A vô là xong. Nhớ một cái là được rồi. Không cần nhớ cái gì nữa hết. Được chưa? Nhưng ở đây nếu như nó có bạch chi nó có bạch chi thì chúng ta cần có một cái lưu ý. Nếu nó có bạch chi, ví dụ như chúng ta có cái động từ chắc tạ. Chắc tạ là tìm kiếm nè, đúng không? Chắc tạ là tìm kiếm. Chúng ta bỏ tạ đi đúng không? Chắc là mình nghe có âm A rồi. Chắc là nghe có âm A. Thì lúc này mình nghe là có bát chim thì mình không có ráp như hồi nãy, lại như hồi nãy được. Mà mình là sao? Phải cộng nó luôn ra thành A vô. Như vậy là cha, cha, cha vô, cha, cha vô, cha, cha vô, cha, cha vô. Như vậy là sao? Nếu động từ có nguyên âm là A và O và động từ đó không có bát chim thì chúng ta cứ ráp nó lại, nối nó lại là được. Còn nếu như nó có bát chim giống như từ chắc tà là tìm kiếm thì chúng ta cộng rõ ràng chữ A vô luôn cho thôi là xong. Hiểu không? Như vậy thử bây giờ mình ứng dụng liền nè. Thử mình đến như ứng dụng đó nè. Sa tà là mua. Như vậy sa có nghe ma không? Vậy nó là gì? Sa vô. Hiểu chưa? Nhanh mà, đâu khó đâu đúng không? Rồi. Nếu như nó có cái chữ là động từ rẻ là sa tà mà rẻ thì là gì luôn rồi? Sa vô. Hiểu chưa các bạn? Hiểu chưa? Rồi, như vậy mình có động từ bô tà là xem. Thì là gì? Bô với A là thà lu. Thà lu. Bô là thà lu. Đọc thà lu. Thà lu. Thà lu. Sa vô. Sa vô. Sa vô. Hayo. Hayo. Ok chưa? Rồi, như vậy bạn chỉ cần nhớ cho thầy cái quy tắc đầu tiên ở cái dạng chia đuôi câu thân mật của thể hiện tại. Nếu động từ đó có nguyên âm là A hoặc là O mà không có bát chim thì ráp dính lại luôn. Được chưa? Được chưa? Ví dụ mình nói một cái từ nữa nè. Mình nói một cái từ nữa đó là từ nếu có một cái nguyên âm A, ví dụ như mình đã từng học rồi là nguyên âm gì nữa? Nhớ không? Có một cái nguyên âm nào không? Mạnh na tà là gặp, đúng rồi đó. Mạnh na a dục, mạnh na dục, sạch. Hiểu không? Hiểu không? Tại vì ở đây có nguyên âm gì? Nguyên âm gì các bạn? Nguyên âm A. Như vậy là mạnh na gì? Được không? Được không? Rồi, còn mình có chữ ha tà thì mình cứ nhớ nghe. Còn lại
cộng chữ O hết cho tôi là được. Đúng không? Vậy chỉ nhớ một nguyên tắc đầu tiên thôi. Nói lại, động từ có nguyên âm A và O mà không có bạch chim, có nghĩa là không có cái vị trí của phụ âm thứ ba, thì ra chính là luôn. Ví dụ, kha đà, đọc liền nhanh. Khayo. Manada. Manayo. Ok chưa? Cô đà. Khayo. Rồi, cô đà xem. Cô đà là xem thì là gì? Khayo. Ok, cô đà là đến. Đọc quayo. Quayo. Rồi, giờ có bác chim nè. Chát đà thì sao? Cha đã qua là đã gã luôn rồi đâu còn nữa. Cha gì? Cha vô. Cha cha vô. Bạc đà. Bạc đà. Đúng rồi. Tha ta gì? Tha ta vô. Bởi vì chúng ta có chữ gì các bạn? Chữ tàu với chữ A thì là gì? Tha ta. Tha ta vô. Hiểu chưa? Tha ta vô là gì các bạn? Tàu với A là? Tờ với A là gì? Ta. Đúng chưa? Như vậy là chúng ta có gì? Tha. Tha. Ta. Vô. Đọc tha ta vô. Tha ta vô. Tha ta vô. Tha ta vô. Rồi. Bây giờ tôi cho một cái từ. Đợi chút nha. Bây giờ chúng ta có một cái từ ví dụ như là so đà. So đà. So đà là có nguyên âm gì? Ờ. Như vậy là gì các bạn? Chính xác giống như A thôi. Thì bây giờ O mình cũng ráp vậy. Nếu nó không có bát chim thì mình ráp chính nó luôn luôn. Hiểu chưa? Soi vô. Tiếp theo mình có động từ xít tà. Như vậy sẽ là gì? Xì coi vô. Đúng rồi. Xì coi vô. 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 Đây là động từ gì? Muội. Rồi ha. Như vậy chúng ta biết cách chi trước đi đã. Rồi giờ qua quá khứ y chang như cái thể hiện tại luôn. Trước tiên muốn nó cộng với chữ asoyo. Asoyo thì nó phải có nguyên âm là a và là nguyên âm là gì? O. Được chưa? Rồi, nó có nguyên âm a hoặc là gì? Hoặc là o. Thì ở đây như vậy chúng ta có động từ gì nào? Kata. Như vậy trước tiên giống như thì hiện tại này là Kayo rồi đúng không? Thì quá khứ Phan đã thêm hai chữ ớt như đây cho tôi. Được chưa? Khắp. Rồi chỉ cần ghi cái đuôi O vô ra là xong cái thì quá khứ Kayo. Hiểu nói gì chưa? Hiểu nói gì chưa? Rồi như vậy chúng ta đọc Kayo. 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 Như vậy chúng ta có động từ O tà. Thì nãy hiện tại ô, ô là gì? Ô mà o, ô a, qua, quá khứ. Phải thêm hai chữ gì dưới đây? Hoặc, à, là hai chữ sờ đúng không? Hoặc, hoặc gì? Hoặc sòi ô. Đã hiểu chưa các bạn? Như vậy, ở đây chúng ta có rất là đơn giản là chia nó giống như thì hiện tại. Sau đó, để hai chữ ớt dưới đây và đuôi của nó không phải là gắn chữ vô vô liền mà phải là o vô. Tất cả đều là o vô hết nè, thấy không? O vô, o vô, o vô. Hiểu chưa? Như vậy phải chia hai cái chữ gì trước? Hai chữ s trước, sau đó mới chia gì? Hai chữ s trước rồi mới chia gì? O, o vô. Như vậy chúng ta đọc lại với thầy chữ này. Kasoyo. 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 Wasoyo. 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 Rồi, như vậy bây giờ chúng ta có cái thì cái từ chatta là tìm kiếm. Sạc tà là tìm kiếm. Như vậy lúc này có bát chim không? À. Thì phải ghi đầy đủ cái chữ này ra. Chà. Chà. So. Vô. Chúng ta là chà chát so yô. 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 Hiểu chưa? Rồi. Ví dụ như động từ nhận là động từ thật tà. Thật tà là nhận. Thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Thật tà là nhận. Thì đây cũng có chữ A đúng không? Như vậy sẽ là gì? Tha. Tha gì? Tha. Tá. Tà đó là tha tá. Tha tá so gì? So yô. Chúng ta đọc tha tá so yô. 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 Hiểu ý
Như vậy nó đơn giản thôi đúng không? Rồi, bây giờ thí dụ mình có từ gì các bạn? Đóng gói hồ trang, hồ trang hay là hồ trang hay là thì hồ trang gì? Hồ trang hay vô là thì hiện tại. Bữa nay thì quá khứ thì phải sao? Hồ trang hết rồi. Hiểu chưa? Như vậy là gì? Hồ trang hết rồi. Đọc hồ trang hết rồi không? Hồ trang hết rồi. Hồ trang hết rồi không? Hồ trang hết rồi. Hồ trang hết rồi không? Hồ trang hết rồi. Và sáng mình học cái từ bơi lội su yon ha ta. Như vậy su yon gì? Su yon hết rồi. Chúng ta đọc su yon hết rồi không? Su yon hết rồi. Su yon hết rồi không? Su yon hết rồi. Hồ trang hết rồi không? Hồ trang hết rồi. Su yon hết rồi không? Su yon hết rồi. Dĩ nhiên cái này mình phải dịch là gì? Đã đóng gói. Hiểu không? Đã đóng gói. Còn cái này đã gì? Đã bơi. Đã bơi. Hiểu chưa các bạn? Như vậy muốn cộng nó với asoyo thì động từ đây nguyên âm này phải có a với gì? Ô. Muốn chuyển nó thành hetsoyo, hetsoyo thì ở đây phải là động từ hai gì? A ta. Còn lại thì cộng chữ gì hết? O. Đúng không? O mà mình phải quá khứ là mình phải cộng gì? Asoyo. Có nghĩa là trừ hai thằng này ra. Đúng không? Trừ hai cái thằng này ra thì tất cả đều cộng với chữ gì hết? Asoyo. Ví dụ, bây giờ chúng ta ví dụ liền. Chúng ta có động từ gì các bạn? So. So. So ta là đứng. Như vậy chúng ta sẽ chia ra đã đứng sao? So là o thì đây nè. Thì cái gì dưới đây? Như vậy là so vô so. So vô. Đọc chưa có rằm nữa nha. Sắt sợi ô, 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 sắt sợi ô. Rồi bây giờ mình có từ ma si đà là gì? Ố ma si đà như vậy ma gì? Ma si hả? Chưa, ở đây y cộng do hay là chữ gì nữa? Do mình nhớ đâu có thì hiện tại cũng vậy đúng không? Ma si o, ma si o. Đọc ma sơ sơ yô. 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 Rồi bây giờ chúng ta có từ chờ đợi. Kita. Vita. Kita. Kita. Vita. Như vậy chia ra quá khứ kita gì? Riot, riot, guitar riot, hai chữ sao? Guitar riot, song, sao? Đọc guitar riot, sao? Guitar riot, sao? Guitar riot, sao? Guitar riot, sao? Đã gì? Đã chờ rồi, đã chờ rồi, hiểu không? Rồi, mình có động từ con bu hai tà. Con bu gì? Con bu hết rồi, đã học đọc con bu hết rồi không? Công bu hết rồi. 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 Rồi chúng ta có động từ Santa là gì? Sáng giờ mình nói bài đó Santa. Sống. Như vậy chia ra sau đây. Quy âm gì? Quy âm gì? A. Như vậy sẽ cộng gì? A. Như vậy sẽ đọc là sa ra sòi ô. Đọc sa ra sòi ô. Sa ra sòi ô. Đã sống như tôi đã sống ở Hàn Quốc. Sa ra sòi ô. Sa ra sòi ô. Sa ra sòi ô. Sa ra sòi ô. Rồi mình có động từ chơi nôn tập. Như vậy là gì? Nô. Nô ra. Đã qua. Nô ra sòi ô. 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 Rồi mang ra tàm nó lại đây. Mang gì? Mang nạc.
gì mà man hạ, hạ chữ đầu thế giới, man. Man là hạ chữ quyền ở đây thôi, man. Nát. Man nát gì? Man nát sòi ô. Sò mới lại sò. Man nát sòi ô. 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 Như vậy đã hiểu cái thiệu quá khứ chưa? Quá khứ dễ dàng không? Rồi ok, lấy sách ra.